Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TB. Thì video ngày 19 hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đến một sản phẩm của hãng Toshiba nhé. Đấy, nó là dòng Toshiba, dòng Toshiba chuông hai đáy nhé. Em này thì dòng cắp lách này, em này nó không có quai này. Thật sự các bác là trông nó rất là lịch sự, sang trọng, rất VIP của một của hãng Toshiba các bác nhé. Dòng cao tần áp suất hút chân không, màn hình LED các bác nhé. Đấy, dòng tô Eco Lavi tiết kiệm điện, mã sản phẩm là RC-10JPK. Sự em này rất đẹp các bác nhé, thành vách bên ngoài các bác nhìn này, đời 2016, bao bể vỡ cho các bác nhé, thành vách đẹp này. Em này thực sự các bác nấu cơm thì ngon như xôi, đảm bảo các bác đấy, tí em sẽ nấu cơm cháy cho các bác xem nhé. Đấy, vì sản phẩm này em sẽ làm chi tiết để cho các bác xem nấu cơm ok ngon lành. Đấy, để các bác có thể là nắm bắt cơ bản được về một em nồi cơm nó như thế nào. Đấy, em này thì cái công suất của nó là một nghìn bốn trăm hai mươi watt. Với những cái em này đấy, các bác dùng cục 1,5 thì cũng vừa thôi, chứ nó chưa được thoải mái lắm. Tốt nhất là các bác sử dụng cái em cục 2,000 cho cái em này. Đấy, vì cái công suất của nó là 1,420W rồi. Nó hơn cả một em Hitachi. Thành vách từ em ba các bác là ok rồi này. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Vân thì vân in hình gạch dọc gạch nhé. Đây bác này, vần của nó rất đẹp luôn. Đấy, rất ok các bác nhé. Cho một em Toshiba. Rất là nặng các bác nhé. Cái này để phòng bếp sữa bác rất là sang trọng. Đọc cái lắp này đã 10 phần rồi. Đấy, cho bác xem cái giòn của nó này. Cái giòn của nó thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Thật sự bác là nó xanh đét luôn. Mà những cái hãng VIP như này mà thật sự nó được đẹp như này thì dự bác là rất là hiếm. Trên thị trường thì chung là cũng có, nhưng chỉ gọi là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ không phải là đại trà các loại này các bác nhé. Vì cái loại này một lô khoảng 1,000 con thì mai chăng mới có một con. Đấy, rất là led luôn cho một cái gioăng của nó này. Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Đấy, các bác nhìn nhá, tuyệt vời luôn. Đây bác nhìn cái thằng hộc tròng của nó nhỉ. Đấy, hộc tròng của nó này, đấy, không bị han ố gì xét. Giòn rúng ở trong vẫn còn rất là ngon. Sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn ở trong hình ảnh như nào thì ngoài đời thật nó còn đẹp hơn các bác nhé. Rất là lặng luôn cho một em Toshiba. Dòng Toshiba chuông hai đáy. Đấy, bác nhìn cái đít xoàng nó này. Đấy, trông cái xoong nó gình, trông cái tài nó các nhìn. Đấy, rất là mượt luôn, rất đẹp các bác nhỉ. Thật sự các bác em này quá là tuyệt vời luôn. Đấy, đi xoong nó này rất là sạch mượt này. Đấy, lòng xoong đây rất là ok luôn. Dòng xoong tô này nó rất bền, nó chạy bằng đấy, nó cho dù nó nhét nhét ra nhưng không bao giờ nó dính cơm. Vì nó không phải là trông dính bằng cái men, mà nó trông dính bằng cái sóng từ bác. Lúc nào nó cũng chế độ bong bong rộp rộp ra. Đấy, lòng xoong rất ok đẹp này. Đấy, bên ngoài này. Đấy, rất là ok và led cho. Trong phần trong cũng rất là đẹp luôn. Đấy, đời 2016 các bác. Em này thì màn hình LED này, Eco Lavi tiết kiệm điện, cao tần áp suất hút chân không. Đây em đang đặt ở chế độ đó, cơm cháy là cơm cháy 70 phút này. Màn hình LED các bác nhé. Đấy, thì mọi chi tiết về sản phẩm cũng như là về các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Thì sự em này là cực kỳ là VIP luôn. Thì cái giá của nó thực sự cũng rất là cao. Thì hiện tại cái chiếc này em đang bán cho bác với giá là 6 triệu đồng bác nhé. Bác là chuyển khoản 100% thì bên em bao ship.
Hôm nay các bác vui lòng mà cọc cho em tối thiểu là 500k nhé. Đấy, các bác lưu ý thế. Đấy, thì em sẽ test cơm cháy để cho các bác xem nhé. Xem này nó có cơm cháy không. Cháy như thế nào để cho các bác có thể lắm bắt được cái tình hình của nó nhé. Ok, các bác đợi em một chút. Đây các bác nhé. Đấy, em sẽ gạo nước của đó ở đây. Đấy, các bác ăn lốc cơm cháy mọi cái về cái việc mà hướng dẫn sử dụng em này đấy. Thì bác nào chốt em sẽ ghi cho bác một tờ giấy rõ ràng ra nhé. Thực sự em này nó rất VIP và rất nhiều là chức năng. Đấy. Còn mình cài đặt ở chế độ nào thì nó vẫn cứ làm mặc định ở chế độ đấy các bác nhé. Đấy, nó không thay đổi. Ví dụ mà đặt cơm cháy thì mình cứ tắt đi rút điện ra thì mình bấm vào nó vẫn là nút cơm cháy. Là nó cố định cho mình. Còn hôm nào mình muốn chế độ ăn thông thường thì mình lại chuyển sang chế độ thông thường. Thì đợi các bác đợi em 70 phút nữa nhé. Đấy, bây giờ tất cả các bác thử lòi đấy thì cái dòng này tầm 25 phút sau nó mới nóng vì nó hết chế độ hút trên không đã, bắt đầu nó mới lấu các bác nhé. Chứ không phải là mình bấm này mà sờ vào tay vào là nó nóng ngay đâu. Đấy, thì các bác đợi em 70 phút nữa thì em sẽ cho các bác xem cơm nước nó ra làm sao. Ok các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong 70 phút nữa. À, đây các bác nhé. Thì hiện tại là 70 phút đã trôi qua. Thì bắt đầu là chế độ ủ cơm đã về chế độ này rồi các bác nhé. Đấy, là về nút báo đèn là cái nút này rồi. Đấy, thì vừa nãy là mãi làm quá nên chưa kịp cho các bác đếm ngược từ 1 về 00. Bây giờ đã hiện chữ OH đây các bác nhé. OH là bắt đầu là cơm là đã chín này, chuyển về chế độ ủ này. Ok các bác nhé. Đấy, cho các bác xem thực tế. Đấy, cơm bác cứ mở ra nhé, hơi bốc lên ngùn ngụt. Thật sự bác rất phê luôn. Đấy. Thật sự bác cơm này. Thật sự bác là không chê với cơm, nó thật sự bác là nó như sôi luôn. Để cho các bác xem mà kỹ càng ở dưới đáy nồi này. Đấy. Cơm thật sự bác là không chê được nhé. Đấy. Cơm cháy đây này. Đấy, cháy đi nhá. Đấy, cháy mềm luôn các bác này. Rất là ngon luôn đó nhá. Đấy, cháy này rất tuyệt vời luôn. Sự bác này em đảm bảo bác là cơm nước ở cái phòng này là ok luôn. Sự bác này nhìn cháy này. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Hạt cơm này sự bác rất bóng cơm, săn cơm này. Đấy, đảm bảo bác là ok nhá. Đấy, không có xì xoạt gì cả. Đấy, thì mọi chi tiết về sản phẩm các bác nghi là vui lòng kết bạn Zalo với em. Hay các bác có nhu cầu mua hàng các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965127 các bác nhé. Thật sự bác con em này em đảm bảo các bác em này là cơm ok, ngon lành cành đào nhé. Thật sự bác cơm mở ra rất nhiều hơi. Đấy, chức năng tất cả không có xì xoạt gì cả nhé. Đấy, ok các bác nhé. Thì cái em này em đang bán cho bác với giá là 6 triệu đồng nhé. Đấy, bác nào chuyển khoản 100 cho bên em 3 ship. Còn thì các bác vui lòng cọc cho em tốt thiểu là 500k. Ok các bác nhé. Đấy, hẹn các bác trong video tiếp theo.